3 kho lạnh đạt nhiệt độ âm 80 độ C với 30 tủ âm sâu và hệ thống vận chuyển chuyên dụng do hệ thống tiêm chủng VNVC đầu tư đã được Bộ Y tế cấp phép sẵn sàng nhập số lượng lớn vaccine COVID-19. Hệ thống trên cho phép bảo quản vaccine và sinh phẩm ở nhiệt độ âm 86 độ C cho đến âm 46 độ C. Công suất bảo quản lên tới 3 triệu liều vaccine COVID-19 tại cùng một thời điểm. Tại mỗi kho lạnh âm sâu đều có một kho giã đông được kiểm soát nhiệt độ luôn dưới 80 độ C để đảm bảo vaccine được giã đông an toàn trước khi đưa vào sử dụng. VNVC hiện cũng là đơn vị duy nhất phân phối vaccine AstraZeneca phòng ngừa COVID-19 sẽ nhập về Việt Nam trong tháng 2 này. Và dự kiến VNVC sẽ đưa về Việt Nam 30 triệu liều và cung ứng đến người dân nhằm góp phần khống chế đại dịch, từng bước khôi phục nền kinh tế và ổn định cuộc sống. Được biết, vaccine của AstraZeneca chỉ cần bảo quản từ 2 đến 8 độ C, nhưng nhiều vaccine COVID-19 khác lại yêu cầu điều kiện đặc biệt trên mới có thể vận chuyển và phân phối. Trong 2 ngày cuối tuần qua, thông tin Hà Nội yêu cầu học sinh thi vào lớp 10 phải đăng ký trường xét tuyển theo hộ khẩu thường trú đã khiến nhiều phụ huynh hoang mang lo lắng. Thậm chí nhiều gia đình đã tính đến phương án sẽ mua nhà chuyển khẩu để cho con được đăng ký nguyện vọng đúng trường mong muốn. Trước thông tin này, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội khẳng định năm nay tiếp tục cho phép học sinh thi vào lớp 10 đổi khu vực tuyển sinh. Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 đối với các trường trung học phổ thông công lập, thành phố Hà Nội vẫn phân chia thành 12 khu vực tuyển sinh như các năm học trước. Học sinh xác định khu vực tuyển sinh dựa vào hộ khẩu thường trú. Với một số trường hợp cụ thể, Sở cho biết sẽ xem xét tạo điều kiện để các em được đổi khu vực tuyển sinh. Nếu học sinh có hộ khẩu ở địa bàn này nhưng cư trú thực tế ở nơi khác, thì gia đình học sinh làm đơn có xác nhận của chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ xem xét cho phép học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển ở khu vực tuyển sinh theo nơi cư trú thực tế. Việc mà đổi khu vực tuyển sinh là việc mà Hà Nội đã cho học sinh thực hiện từ nhiều năm trước. Và năm nay trong văn bản hướng dẫn tới của chúng tôi vẫn tiếp tục có nội dung đó, chứ không phải là chúng tôi không cho phép là đổi khu vực tuyển sinh. Về nguyện vọng dự tuyển, mỗi học sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng dự tuyển tối đa vào 3 trường trung học phổ thông công lập theo 3 nguyện vọng. Trong đó, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 có thể thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Trường hợp học sinh đăng ký 2 nguyện vọng thì cả 2 nguyện vọng có thể thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định hoặc nguyện vọng thứ nhất thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, còn nguyện vọng thứ hai thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Đáng chú ý là các thí sinh sẽ được chọn khu vực tuyển sinh bất kỳ nếu chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng. Nguyện vọng 3 này rất có ý nghĩa đối với năm nay, đối với học sinh. Đó là học sinh được nhiều hơn các cái lựa chọn về nguyện vọng đăng ký dự tuyển. Và đặc biệt là đối với những học sinh mà những năm vừa rồi chúng tôi thấy có đổi về khu vực tuyển sinh thì thật sự là đây là những học sinh học tốt và có những cái khả năng để đăng ký dự tuyển vào những cái trường ở những cái khu vực lân cận. Học sinh cũng lưu ý về quy định mới, từ năm nay không được đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký. Quyết định này của Sở là hoàn toàn chính xác để tránh bị loạn trong tuyển sinh. Các con và phụ huynh đều được các nhà trường tư vấn rất kỹ sau 2 lần thi thử vào cuối tháng 3 khi có môn thứ tư hoặc có không. Điều kiện thay đổi thì nó sẽ là không thay, khiến các trường rất khó. Các con phải chắc chắn cái khả năng của mình trước khi đặt bút ký vào cái đơn đăng ký tuyển sinh. Mấu chốt của vấn đề là chúng ta phải có định lượng trước về mặt điểm số của mình. Trước khi ta làm hồ sơ, ta phải có những cái lần cọ sát kết quả của lần thi thử. Hỏi các thầy cô dạy toán xem là mình có thể được bao nhiêu điểm, văn được bao nhiêu, tiếng Anh bao nhiêu và cộng với môn thứ tư. Như vậy ta có một cái áng chừng tương đối chính xác và từ đó ta lựa chọn cái nguyện vọng 1. Năm nay Hà Nội đề xuất giữ nguyên phương thức thi tuyển, tổ chức kỳ thi với 4 môn thi là toán, văn, ngoại ngữ. Môn thi thứ tư sẽ được công bố vào tháng 3. Kỳ thi dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2021. Chiều nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình đã được gỡ bỏ lệnh phong tỏa. Như vậy, hiện thành phố chỉ còn một điểm phong tỏa phòng dịch tại lô F, chung cư Carillon số 1 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình. Trước đó, từ ngày 8 đến 15 tháng 2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nơi như ở thành phố Thủ Đức và các quận huyện bị phong tỏa vì liên quan đến các ca bệnh COVID-19. Đỉnh điểm rơi vào ngày 8 tháng 2 với 18 điểm phong tỏa khi xác định có đến 29 ca nhiễm COVID-19 đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Sau nhiều nỗ lực của lực lượng y tế và người dân, hôm nay đã là ngày thứ 11 thành phố Hồ Chí Minh không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư 01/2021 sửa đổi, bổ sung về một số điều về thời hạn áp dụng học và thi lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Cụ thể, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để dạy lái xe từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Việc thi sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông cũng được lùi thêm một năm tới ngày 1 tháng 6 năm 2022. Như vậy, tới trước thời hạn này, người thi bằng lái xe ô tô vẫn thi 3 phần thi như hiện nay, gồm thi lý thuyết, thi trên xa hình và thi trên đường trường. Từ mùng 1 tháng 6 năm 2022, người học lái xe sẽ phải thi thêm phần thi trên phần mềm. Cũng theo thông tư 01, Bộ Giao thông Vận tải cũng cho phép các cơ sở đào tạo lái xe được lùi trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên tới ngày 1 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị, với bờ biển dài hơn 100 km, là một trong những ngư trường trọng điểm của cả nước, có nhiều vịnh và bãi biển đẹp cùng với điều kiện khí hậu đặc thù về nắng và gió, Ninh Thuận đã và đang tận dụng tối đa những lợi thế này để phát triển kinh tế biển. Với tư duy phát triển mới, địa phương này đã nhanh chóng xác định kinh tế biển là động lực, trọng tâm phát triển năng lượng sạch, du lịch, nông lâm thủy sản gắn với công nghiệp chế biến nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội của địa phương. Đây là khu sản xuất giống thủy sản tập trung gần 300 hectare tại hai huyện Ninh Phước và Ninh Hải của tỉnh Ninh Thuận. Khu này đã thu hút gần 500 doanh nghiệp, tập đoàn lớn với 1.200 trại sản xuất tôm giống, đảm bảo năng lực sản xuất đạt trên 36 tỷ con tôm giống mỗi năm, chiếm khoảng 30% thị phần tôm giống của cả nước. Qua đó góp phần đưa tổng giá trị ngành thủy sản đạt hơn 6.600 tỷ đồng, tăng bình quân 10% mỗi năm. Trong chiến lược phát triển kinh tế biển được Ninh Thuận xác định, thủy sản, đặc biệt là tôm giống là nhóm ngành cần tập trung ưu tiên đầu tư phát triển, tạo động lực cho các ngành kinh tế khác. Ở Ninh Thuận này mình đã xác định là có nghĩa là cái nguồn nước, khí hậu và nói chung là có nghĩa là mình đã thích nghi với con tôm. Mà muốn làm quy mô lớn, hiện đại lớn thì phải chọn nơi này là một cái nơi mà tốt để chúng ta phát triển. Hiện thực hóa chiến lược xây dựng Ninh Thuận mạnh về biển, giàu từ biển. Thời gian qua, bằng nhiều chính sách phát triển trọng tâm, trọng điểm, Ninh Thuận đã đầu tư trên 562 tỷ đồng, nâng cấp, mở rộng đồng bộ hệ thống hạ tầng các cảng cá. Đồng thời, huy động được nhiều nguồn lực đầu tư đóng mới, cải hoán tàu cá công suất lớn với trang thiết bị hiện đại. Bên cạnh chủ trương phát triển ngành năng lượng tái tạo, từng bước phát triển năng lượng sạch trên vùng biển ven bờ, kinh tế hàng hải, Ninh Thuận sẽ phát triển du lịch, dịch vụ gắn với hình thành đô thị ven biển. Tập trung huy động các nguồn vốn đẩy nhanh đầu tư, cải thiện mạnh mẽ điều kiện hạ tầng giao thông, nhất là cái tuyến đường vành đai, đường vào các khu vực dự án, cũng như là đẩy nhanh xây dựng và đưa vào hoạt động cảng tổng hợp Cà Ná, tạo kết nối cao giữa các khu vực dự án trong tỉnh, giữa tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh lân cận để mà tăng cái tính hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư. Về năng lượng tái tạo và năng lượng sạch, chúng tôi vừa qua đã thực hiện được trên 2.100 mê. Sắp tới chúng tôi hoạch định hướng sẽ phát triển thêm 6 đến 8.000 mê nữa về năng lượng tái tạo. Đồng thời đó là chúng tôi phát triển trung tâm điện khí Cà Ná, trong đó sẽ phát triển điện khí ở cái mức từ 1.500 cho đến 4.600 mê. Đối với lại du lịch, hiện nay đó chúng tôi đã có những dự án phát triển về du lịch từ 8 cho đến 10.000 phòng. Sắp tới chúng tôi sẽ phát triển gấp 2 lần rưỡi về số lượng phòng. Mục tiêu đến năm 2030 của Ninh Thuận là trở thành một trong những địa phương mạnh về biển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế biển của tỉnh tăng bình quân 14 đến 15% một năm, chiếm từ 45% đến 46% tổng sản phẩm nội tỉnh. Cơ bản đạt các tiêu chí về phát triển bền vững, từng bước hình thành văn hóa sinh thái biển, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Vì vậy, địa phương này sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đột phá đối với ngành kinh tế biển.